Điểm kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 quê ở Gia Lai về tội giết người và hành hạ người khác. Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 ngụ ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo đó, Nguyễn võ Quỳnh Trang bị truy tố theo điểm B NQ khoản 1 điều 123 tội giết người và điểm A khoản 2, điều 140 tội hành hạ người khác. Với tội giết người, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối mặt với mức án lên đến tử hình. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985, ngụ ở quận 1, người tình của Trang, cũng bị truy tố hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là bé gái sinh năm 2013, con ruột của Thái. Theo cáo trạng, do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn và việc Thái không muốn có con với mình, từ ngày mùng 7 cho đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã dùng tay chân, cây gỗ, cây kim loại đánh đập hành hạ dã man bé gái bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.